Hơn 3 tháng nay, bếp ăn này chưa ngày nào thiếu món ngon. Cũng chừng đó thời gian, những người phụ nữ này liên tục thức khuya dậy sớm. Sáng thì 4 giờ rưỡi thôi, chứ mình nấu đồ ăn sáng 7 giờ mình giao. Rồi là quay qua mấy chị ăn sáng gọi trên, cái quay lại mình làm, chứ mình giao bữa cơm 11 giờ. Con cái thì nhà thì chồng giữ, chồng nuôi rồi, ở đây nên giúp cho với bà con nấu cơm, nấu nước, đặng phụ nấu cơm, đặng cho khu cách ly cái bệnh hoạn này à. Chỉ hơn chục người, có ngày nấu cả ngàn suất cơm. Thế nhưng chưa bao giờ gian bếp này để thiếu một phần ăn nào. Mình nấu mình phải đảm bảo làm cho thật ngon vậy đó. Như bà con ăn, ví dụ như khen ngon thì mình cũng mừng, dù cực cũng vui. Mặc dù rất vất vả do phải thực hiện 4 tại chỗ, nhưng các chị vẫn động viên nhau vượt qua để hỗ trợ cho bà con ở xa về tránh dịch. Mình cũng phục vụ bà con mà. Mình cũng tự nguyện mà, mình đâu có ai ép. Lúc không có dịch bệnh thì đi làm, mẹ cũng đi làm, con đi làm, người nào cũng làm nơi ngã. Bây giờ dịch bệnh hai mẹ con trở về thì làm chung thì cũng vui. Vậy chị em đây cũng hòa đồng, ai cũng làm, không ai nạnh nẻ với nhau hết trơn á. Quanh gian bếp nhỏ luôn có rất nhiều việc, nhưng không có việc nào trễ nải và cũng không ai phải làm một mình. Dân và quân ở đây mến nhau như người nhà, cùng nhau nấu những bữa ngon y hệt như cơm nhà mình.